đây mình ta sẽ mua vé xong người ta sẽ dán thì mình vô cái tên là Bình Quế trong đây các bạn. Đây Bình Quế Thuận Hoàng, Bình Quế Tháp Nam nha. Đợi chờ thôi còn nửa tiếng nữa mới ăn. Nước xăm nóng gì đó mình uống nó sẽ mát không? Ngon, nước mát không có quá đường, nó không quá ngọt, ngon. Để đó còn rồi mà nó qua là hết rồi. Thank you.